Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, sáng ngày 14 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Để tạo sức lan tỏa trong toàn dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong việc tham gia phòng cháy chữa cháy, ông Võ Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, trưởng ban tổ chức hội thi đã phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của hội thi. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được tổ chức nhằm trang bị cho lực lượng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy những kiến thức phòng cháy chữa cháy cơ bản, những kiến thức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và cùng người dân tại địa phương mình biết cách phòng cháy chữa cháy, góp phần kéo giảm các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Hội thi có 16 đội với 128 vận động viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Tại hội thi, vận động viên thi hai phần lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần lý thuyết, các đội thi bốc thăm trả lời câu hỏi với các nội dung xoay quanh về công tác phòng cháy, chữa cháy diễn ra trong đời sống hàng ngày. Phần thi thực hành với các nội dung thao tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với các loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Sau buổi tranh tài sôi nổi, hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đấy là tất cả các đoàn, 16 đoàn tham gia, họ có cái chuẩn bị rất là chu đáo. Cái thứ hai, trong thi đấu, họ thi đấu rất là nhiệt tình. Về phần ban tổ chức thì đã trang bị và chuẩn bị sân bãi, điều kiện sân bãi rất là kỹ lưỡng. Qua đó thì thấy đã tạo điều kiện rút kinh nghiệm về cho tôi, là thấy tạo cho tôi cái trang bị về kiến thức phòng cháy chữa cháy. Hội thi này để tuyên truyền cho người dân biết được về công tác phòng cháy chữa cháy, biết sử dụng bình chữa cháy và cứu nạn nhân bị nạn và di chuyển tài sản của người bị nạn. Thông qua hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm củng cố bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của các tổ đi vào thực chất và phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Thông qua hội thi thì các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của từng xã và thị trấn nâng cao cái vai trò về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Đồng thời, trong thời gian tới, cái chỗ bản thân sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện tiến hành tổ chức tập luyện cho đội có thành tích cao nhất để tham dự hội thi cấp tỉnh. Kết thúc hội thi, Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã tặng giấy khen và phần thưởng cho thị trấn Mỏ Cày đạt giải nhất toàn đoàn, xã Cẩm Sơn đạt giải nhì toàn đoàn và xã Định Thủy giải ba, đồng thời trao tặng giấy chứng nhận giải nhất, nhì ba, phần thi thực hành và lý thuyết cho các đội thi.